vòng ra phía sau mình bắt 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 phía sau nha anh em. Mình chờ AD nó lên, không biết là AD nó chỗ nào luôn anh em ạ. Pha này thì team bạn cũng khá gần đai rồi, AD chết rồi anh em. Rồi chết luôn này nữa là đốt bu kill dành cho mình. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em làm về vị tướng Kaina, thì hôm nay mình chơi vị tướng Kaina và chia sẻ cái video phù hiệu quảng ngọc chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Kaina cho anh em xem nhé. Thì hôm nay thì Kaina thì mình sẽ cầm đi top nha anh em. Thì Kaina thì đi rất là nhiều vị trí, rất là cơ động. Ví dụ như anh em có thể đi support, anh em có thể đi rừng và anh em có thể đi top. Đấy, thì nói chung là đi tất cả một vị trí. Thì bây giờ thì mình sẽ tiêu diệt vị tướng Florentino của team bạn như này. Tuy nhiên rất tiếc là không đủ đam. Vì pha đó nếu mà mình còn có bộc phá thì chắc là Florentino lên bảng điểm số rồi ra nè. Nhưng mà hên như nó thôi, chẳng qua là hên như nó là mình hết cái bộc phá thôi. Bây giờ ấy thì bây giờ mình sẽ tận hình đi qua đây và mình sẽ giết cái mạng của thằng thằng trong kia, cái thằng nào mới biến về đấy. Ui thằng Bizan nha anh em, thằng Bizan đang biến về thì mình đã tung chiêu hai vào trong đó rồi mình tiêu diệt được cái mạng của vị tướng Bizan. Tuy nhiên thì ở ngoài đây thì mình cũng đã bị hai vị tướng đó là Omega và Terry của team bạn cho mình lên bàn thang rồi. Không sao đấy, đó là chuyện đương nhiên rồi. Mình giết người ta nhiều thì có lúc thì mình cũng phải ra đi. Đối với vị tướng Kaina này thì cũng chơi rất là dễ thôi anh em. Vị tướng Kaina là một vị tướng mà chơi rất là dễ. Anh em chỉ cần đánh hơi đánh mùi, lúc nào mà anh em cần vào, anh em lúc nào cần giết là anh em sẽ chơi được. Ví dụ như pha này thì chắc chắn là thằng này sẽ lên bảng lên số. Thằng này trời ơi. Anh còn có chơi trâu nó lại nữa rồi, em lưu một tí nha anh em. Pha này thì thằng này sẽ cho mà lên bảng lên số luôn. Bút chi một hồi máu có coi. Ê không được bộc phá này. Đấy, bộc phá chiếc chi một ấy thì vị tướng Omega của team bạn cũng chơi cái bộc phá này. Ví dụ cái thằng này cho mình cũng lên bảng lên số với cái bộc phá của nó. Cày thế nha. Rồi thì đối với vị tướng Kaina này thì anh em phải biết được cái nội tại và cái chiêu thức của vị tướng Kaina trước rồi sau đó thì anh em mới chơi hay. Thì vị tướng Kaina thì sẽ có cái nội tại đó là huyết ẩn nha anh em. Thì khi mà không mà chủ động tấn công tướng địch thì anh em sẽ trong một khoảng thời gian thì vị tướng Kaina sẽ tiến vào trạng thái tàng hình. Khi mà tàng hình đến gần khi mà gần đến team bạn thì sẽ cái nội tại này nó sẽ bị mất đi. Đấy, một nội tại thì nó sẽ bị mất đi nha anh em. Cái tàng hình nó sẽ bị mất đi. Thì chính vì vậy nên là khi mà anh em tàng hình thì anh em để ý cái cây màu trắng trắng đấy đang lên đấy đó. Cái cây trắng trắng đó nếu mà cái cây trắng trắng nó tụt hết về xuống hết dưới thì nó sẽ mất cái tàng hình. Còn nếu mà nó lên full hết, nó lên màu xanh rồi thì nó là đang tàng hình nha anh em. Khi mà rời khỏi trạng thái giao tranh đó, thì tàng hình của Kaina sẽ được tăng 50% tốc đánh và tăng 20% tốc chạy nha anh em. Rồi, đó là cái nội tại về cái chiêu mộ của vị tướng Kaina là Quyết Luân. Thì Kaina sẽ gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh trong phạm vi và lượng sát thương này tương đương lần nữa cho cái địch khi mà có cái một cái vị tướng ít máu. Ui, thằng này chắc chắn chết rồi anh em. Chỉ cần dính cái nội tại là cái chiêu 2 là cái quyết kiếm thì chắc chắn là vị tướng Florentino còn ít máu mà chạy vẫn còn quyết kiếm trên người thì chắc chắn nó sẽ nổ cái đó và nó chết. Thì Kaina sẽ phóng quyết ảnh kiếm theo hướng chỉ định và gây sát thương vật lý, đồng thời làm chậm kẻ địch, đồng thời làm và sau khi mà anh em đánh thường hoặc là dùng chiêu mình trúng tướng địch nữa thì nó sẽ gây choáng một giây và bản thân nó sẽ hầu máu. Chính vì vậy là cái chiêu này là cái chiêu chủ đạo của vị tướng Kaina nha anh em. Và cái quyết kiếm đấy thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn, nên là khi mà anh em đánh tướng địch mà tướng địch nó không bỏ chạy đi nữa mà còn ít máu thì cái ấn đó nó sẽ nổ và ngay sát thương pha này thì mình sẽ tiêu diệt luôn hai thằng này nha anh em. Chỉ cần một cái combo nhẹ nhàng như vậy là đã đi đời hai cái thằng khứa, đó là thằng Omega và thằng khứa Terry anh em ạ. Thì đó là chuyện rất là dễ dàng. Về cái chiêu cuối này thì anh em sẽ xong về phía trước
À, nó giống như một cái chiêu hút thẳng cái mặt vào cái tên địch trên anh em ạ, và gây sát thương. À, thì đây thì ba này thì mình sẽ chơi này luôn. Đấy, một cái combo rất là cơ bản của việc tính Kennen, đó là anh em chỉ cần dùng chiêu 2, xong đó là anh em dùng chiêu cuối, sau đó là anh em sẽ bấm chiêu 1. Đấy, nhưng mà anh em cứ thao tác cho thật là nhanh là được. Đấy, thì anh em sau khi mà ghim được cái chiêu 2 vào người của tướng địch thì anh em sẽ dùng chiêu cuối. Có hai cách combo nha anh em. Thì hai cách combo của vị tướng Kennen đó là anh em cứ nếu mà xa quá thì anh em cứ dùng chiêu 2 rồi lướt chiêu cuối tới, rồi sau đó anh em đánh chiêu 1, còn không thì anh em là có cái chiêu cái combo lần thứ hai á, cái combo 2 á, thì anh em sẽ như thế này, anh em cứ dùng chiêu 2. Anh em tận ui 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 anh ơi, anh ui thâu mẹ. À, thì vị tướng bi dạ, vị tướng ba đâm của team mình đó thì cứ liên tục là đang chuẩn bị mình combo là bạn ấy cứ chôn lại anh em ạ, chôn lại rất là khó chơi. Đấy, mình định combo thì cứ chôn lại là mình bị hố cái combo của mình. À, từ nãy cũng 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 vậy, mà bây giờ thì cũng vậy nha anh em. Đấy, thì cái combo thứ thứ nhất á là anh em sẽ dùng cái chiêu 2 trước, rồi sau đó anh em dùng chiêu cuối và chiêu 1. Cái combo thứ hai đó là anh em sử dụng chiêu 2 rồi tới chiêu 1 và tới chiêu cuối kèm theo một lần bình thường. Đấy, thì đó là cái hai cái cách combo, có nghĩa là 1 2 quay lại, cái combo đó là 2 cuối và 1, sau hoặc là cái combo đó là 2 1 và cuối. Đấy, thì nói chung là sẽ tung chiêu 2 trước, còn hai chiêu kia thì có thể tung tung tùy tùy lúc nha anh em. Nếu như mà tướng địch xa quá thì anh em sẽ dùng ưu tiên dùng chiêu cuối để mà áp sát, sau đó là anh em sẽ dùng chiêu 1. Rồi, đó là cái phần combo. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái bộ trang bị của vị tướng Kaina. Thì Kaina thì đây 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 pha này thì cách combo thứ hai này đó, lên bảng điểm số ngay anh em ạ. À, thì chỉ cần một cái combo nhẹ như vậy là đã lên bảng điểm số của vị tướng Vera của team bạn rồi. À, thì cái combo thứ nhất đó thì anh em sẽ áp sát vào những mục tiêu và lúc đó thì nó sẽ chủ động hơn. À, thì cái combo này thì ui 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 mình lố rồi anh em ơi, team bạn khá là đông nên là vào đó mình định giết luôn cái vị tướng Terry của team bạn, nhưng mà combo hơi bị lố mất nên là vẫn không giết được. Rồi về cái build đồ của vị tướng Kange thì mình có thể dưới phần màn hình, thì cái chiếc giày thì anh em sẽ lên chiếc giày 2 mét nha anh em. Chiếc giày 2 mét này á, thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Rồi cái món thứ hai thì anh em sẽ lên cái thương xuyên phá để nó tăng tới 110 công vật lý, và có nội tại là tăng cái chỉ số xuyên dốc của vị tướng Kaine. Rồi cái món thứ ba thì anh em sẽ lên cái phức hợp kiếm nha anh em. Nên phức hợp kiếm thì nó có cái nội tại là sau khi mà anh em tung chiêu á, anh em đánh thường á, thì nó sẽ gây sát thương thêm là 100%. Rồi cái món thứ tư là anh em sẽ lên cái rank Feric. Cái nên Feric này thì nó có cái nội tại là chinh phạt, thì khi máu của mục tiêu mà xuống dưới 50% thì nó sẽ tăng thêm 30% sát thương cho vị tướng Kaine. Rồi cái món thứ tư thì anh em sẽ lên cái giáp bộ mệnh nha anh em. Đã giáp bộ mệnh này thì anh em sau khi mà chết thì anh em sẽ hồi sinh và tăng cái trái chiến khí của vị tướng Kaine lên thêm là 10%. Rồi cái món thứ năm thì anh em lên cái liềm đoạt mệnh nha anh em. Cái liềm đoạt mệnh này thì nó sẽ giúp cho Kaine sau khi mà gần chết thì nó sẽ đỡ được một lần sát thương, và nó sẽ trong vòng 1 giây sẽ bất tử nha anh em. Này đó là cái liềm đoạt mệnh. Rồi bây giờ thì sẽ trở lại trận đấu anh em. À, tuy nhiên là mình giết khá là nhiều là 9 mạng rồi, nhưng mà team mình vẫn thua mạng của team bạn, thì vẫn 22 và 26. Thì trong cái ván game này là quá trình là mình giết người là hơi nhiều, nhưng mà team bạn thì vẫn xanh hơn, vẫn tốt, vẫn giữ thế tốt. Đây, AD team mình thì cũng hơi thọt một chút. Đây, pha này thì mình sẽ bắt cái vị tướng anh Terry. Anh Terry đi tầm bậy tầm bạ, cuối cùng anh Terry đã lên bảng điểm số rồi anh em. Đấy, thì pha này thì vị tướng ba đâm trông rất là tốt này. Đấy, đã trông được cái pha này thì ok nè. Pha này thì mình sau khi mình đã tiêu diệt được cái vị tướng Terry thì bạn ba đâm bạn tới bạn dí mình thì tất nhiên pha đó trông lại để mình chạy được quá là ok luôn. Pha đó thì rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên những cái pha có những pha là bạn ấy chưa gì hết là bạn ấy combo, là mình lúc mình combo là bạn ấy đem nó trông lại mắt, ôi trời ơi, nhìn lố thâu rồi. Rồi rồi rồi, bây giờ thì team team bạn cũng đã mất 4 thành viên rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đẩy cái đường lính phía trên đường top của mình lên. Nhà thì team mình cũng đã tổ chức an toàn thằng Seiya nè, mình sẽ vô mình phụ cái thằng Nakaroth nha nè. Thì trong cái game lần này mùa này á, thì anh em khi mà có cơ hội thì anh em nên ăn vào thằng Seiya ngay,
để mà cái con tàu thằng Shiza nó sẽ ưu ưu cường hóa đại đường nha nè. Pha này thì mình thấy thằng Bijan nó cởi cái xe rồng ra thì thôi mình lo mình phóng qua bờ rồ mình dạy chạy ngay anh em. Đấy. Chứ ông để nó búa cái đầu như búa mấy cái búa vô đầu coi như là lên bảng điểm số mất công là anh tạt thằng Sia là bị phí nữa nè. Pha này thì mình sẽ dòng lên phía trên này, pha dòng lên trên này mình sẽ đi hù như nè. Bây giờ mình sẽ đập cái trụ này luôn rồi mình sẽ ulti tay qua. Ôi, pha này trâu lại đi bác ơi. Rồi pha này thì anh châu hơi muộn anh em. Pha đó thì team bạn tự nhiên mình đi lên vòng lên là mình hù team bạn thấy cái trụ ngon quá còn cái team máu thôi quất luôn, ai ngờ đâu team bạn kéo cao bay quá. Toàn lương quá game anh em. Ai thì rất là hài hước trong cái pha đó, mình mới định ăn lắng cái con cái trụ một tí thôi là đã team bạn đã dí bốn năm thằng đập không còn đập sấp mặt luôn anh em. À, thì vị tướng Terry của team bạn khá là xanh nha nè. Vị tướng Terry nếu như mà về cuối game á, nếu mà đánh công cẩn thận thì vị tướng Terry không bắt được vị tướng Terry này á, thì team bạn nó sẽ Terry nó sẽ quấn toàn nóc team mình luôn anh em. Pha này thì rất rơi vào thế khó rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chờ cái tàng hình nha, chờ cái tàng hình. Đấy, mình tàng hình xong rồi mình sẽ nhấp nó, à, mình nhấp nó sẽ lui về thế chứ nó không dám lên anh em ạ. Pha này mình sẽ nhấp 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 mình chấm nhấp nháy 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 như thế này. Đây đây pha này thì mình sẽ tiêu diệt cái mạng của Terry nha anh em. Mày hả Terry, ui xui ui đấy Terry hả Terry bị mình bắt rồi nha. Nghe thấy vị tướng Batman là cái ne này thì nhấp nháy thì lo chạy về đi chợ đó mình quằn quằn là mình cho lên bảng điểm số ngay nè. Khi mà vị tướng Kaina này mà anh em bắt được những vị tướng AD của team bạn cũng khắc rất là dễ thôi anh em. Chỉ cần mà anh em nhìn cái lúc mình nó sơ hở một tí là anh em cho nó lên bảng điểm số ngay, nó đi một mình là anh em cứ combo là cái một combo là chắc chắn là nó sẽ lên bảng điểm số chứ nó không thể thoát được anh em. Bởi vì cái lượng sốc đam của vị tướng Kaina là cực kỳ lớn. Đấy, vị tướng Florentino của team bạn múa khá là mượt anh em. Múa khá là mượt. Mà không biết là có tiêu diệt được cái mạng của vị tướng Lavi của team mình hay không. Lavi của team mình thì nó có cây cung anh em ạ. Đấy, rồi xong luôn rồi. Tuy nhiên là anh Florentino chắc chắn anh phải lên bảng điểm số chứ chẳng lẽ anh chạy được. Ui ui lên xe ôm chạy mất rồi anh em ơi. Rồi thằng này thì chết anh em. Rồi là cho mà lên bảng điểm số luôn. Đấy, thì mình sẽ đi vòng ra phía sau này mình chờ cái tàng hình nó hồi lại nha nên nó hồi lại là mình sẽ bắt cái vị tướng ở đây của team bạn. Rồi bây giờ tàng hình rồi nè. À, một cái mẹo chơi vị tướng Kaina này nếu mà anh em đi như thế này á mà anh em gần tới cái bụi anh em không thấy team bạn nhưng mà cái cây màu màu xanh đó, nó tụt xuống cái trang màu trắng á, thì chắc chắn là team bạn ở gần đó nha anh em. Đó là một trong những cái mẹo mà chơi vị tướng Kaina này đấy anh em ạ. À, một trong những cái mẹo mà anh em cần phải lưu ý đó là cái khi mà tàng hình mà đến gần team bạn thì vì cái tàng hình nó sẽ tự động nó mất. Đấy, nó mất chậm chậm đấy, nó tụt cái màu cây màu trắng trắng xuống thì lúc đó thì anh em sẽ rút lui lại đi ngược lại chứ đừng đi tới nữa, đi tới nữa là chắc chắn là sẽ bị chết đấy. Pha này thì mình sẽ vòng ra phía sau mình bắt 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 phía sau nha nè, mình chờ AD nó lên không biết là AD nó chỗ nào luôn anh em ạ. Pha này thì team bạn cũng khá gần đây rồi, AD chết rồi anh em, rồi chết luôn này nữa là đốt kill dành cho mình rồi đó anh em. Tại mình bắt được vị tướng Terry của team bạn và vị tướng Bijan của team bạn thì bây giờ team bạn cũng còn cái mạng của vị tướng đó là một vị tướng mid của team bạn đó là thằng Vera thôi. Dạ rồi, xong rồi ván game này là win rồi anh em. Vậy mình bắt được AD nó là ok thôi. Chỉ cần bắt được AD nó là ok mà ta này ui cái gì này. Ui anh hắt đi nữa trời ơi. Rồi nhưng mà vẫn vẫn chết nha anh em. Và nó thì cũng buồn hắt đi chỗ khác mất tiêu luôn. Rồi thì chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào cứ comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem nhé anh em.